Chào các bạn, hôm nay tôi làm video cách rút chân hương ngày ông Công ông Táo ngày 23 Tết. Cách rút chân hương ngày ông Công ông Táo. Dễ xin bắt hương, rút chân hương, nhang, ngày, Tết và điều làm. Khi Tết đến xuân về trước ngày 23 Tết, tuy nhiên khi dễ xin bàn thờ và rút chân hương ngày 23 Tết thì các bạn cũng nên lưu ý để không phạm phải vào các điều đại kỵ tánh bị phạm. Dưới đây là cách rút chân nhang ngày ông Công ông Táo. Xin chia sẻ cho các bạn cùng tham khảo. Theo quan niệm dân gian, chuẩn bị năm hết Tết đến, các nhà, gia đình thường dọn dẹp, lau chùi bàn thờ, thổ công, gia tiên để mời các cụ về ăn Tết. Trong công việc dọn dẹp bàn thờ, việc lau bát hương, tỉa chân, hương là quan trọng số một. Cần phải được làm một cách thành kính, cẩn thận. Công việc dọn dẹp bàn thờ, tỉa chân hương thích hợp nhất là sau lễ ông Công ông Táo. Người được lựa chọn cho công việc này phải là người chỉnh chu, có tâm trong công việc thờ cúng ở trong nhà. Người được lựa chọn làm công việc dọn dẹp cũng phải tắm rửa sạch sẽ, thực hiện công việc với sự thành tâm. Rút chân hương đúng cách trong ngày 23 tháng Chạp. Nhiều gia đình cẩn thận còn biện sửa lễ vật để xin phép, có lời thông báo để các cụ tạm lánh. Trong thời gian con cháu dọn dẹp, sau khi thắp một nén hương xin phép trên bàn thờ, gia chủ sẽ rút từng chân hương một cho đến khi còn lại một vài chân hương đẹp nhất. Thường là ở con số lẻ 3 cây, 5 cây, 7 cây, 9 cây. Số chân hương đã rút đi này sau đó được mang quá to đổ xuống sông hoặc dùi vào gốc cây. Sau khi hoàn thành công việc cũng phải có ném nhang cẩn báo với các cụ. Quan niệm của việc người Việt cũng cho rằng việc tỉa chân hương hay lau chùi bàn thờ nên tuyệt đối giữ sự yên tĩnh cho bát hương, không được làm xê dịch di chuyển. Đó là rất quan trọng của các bạn. Việc tỉa chân hương không kèm theo diện tích nào của người xưa mà chỉ là một công việc dọn dẹp bình thường, bỏ đi những thứ bừa thải. Bởi chân hương chính là phần còn lại của nén hương sau khi đốt hết phần tỏa hương thơm. Hơn nữa, việc dọn dẹp bát hương, tỉa chân hương cũng là để bảo đảm. Cũng là để đảm bảo mỹ quan cho bàn thờ sạch sẽ sáng sủa. Cũng có người quan niệm rằng bát hương đầy đủ chất ngất, chân hương thể hiện lòng thành của con cháu với thổ địa tổ tiên. Những bát hương như thế sẽ mang lại tài lộc cho gia chủ. Ngược lại, cũng có người thường có thói quen sau mỗi lần thắp hương đều dọn dẹp bàn thờ sạch sẽ, đồng thời rút sạch chân nhang để bát hương quang đãng, không che mắt thần linh tổ tiên. Tuy nhiên, theo đa số, việc dọn dẹp bàn thờ, tỉa chân hương thường được làm vào cuối năm. Và một lần nữa, nếu thấy cần thiết, đó là trước ngày gia đình có dỗ cụ tổ, dỗ ông, dỗ cha, mẹ. Nghi thức thay chân bát hương ngày Tết. Sử dụng bát hương, gia chủ phải đặt bát hương nơi bàn thờ sạch sẽ, không nên để
quế tạp, mỗi khi sắp xếp lại bàn thờ, thường vào ngày 23 và 30 tháng chạp, phải khấn vái xin phép và chỉ được chuyển bình hoa, chén nước, đỉnh đồng, đèn, còn bát hương, bài vị đã định vị thì không được xê dịch. Tại sao vậy? Nếu các bạn xê dịch thì gia đình có chuyện. Đó là kinh nghiệm bản thân. Khi lau dọn bát nhang, bài vị bàn thờ phải lấy tay giữ, không có xoay rồi lấy khăn sạch, ẩm, phun rượu, cho pha gừng giả nhỏ, nước hoa lau cho sạch. Quan điểm không để động bát hương chỉ phù hợp với từng nơi nhé. Có nhiều nơi vẫn bê bát hương xuống lau chùi bình thường. Cách rút bớt chân bát hương, đồng thời khi chân nhang quá nhiều cần rút bớt, nhớ để lại 1, 3, 5, 7, 9 chân hương. Đó là số lẻ, những chân nhang đã nhổ cần đốt, thả to xuống sông suối. Bát nhang bỏ đi, ví dụ bát nhang của bàn thờ vong cần thả xuống sông suối, tốt nhất là đặt tên miếng xốp nổi, tránh vất nơ quế tạp. Mỗi khi cầu cúng cần mở rộng cửa, thắp đèn tước, rót nước, rót rượu, dương cầu âm, rồi thắp hương và khấn cúng, kêu cầu. Chú ý! Thắp 3 và 5 ném hương, bởi 3, 5 là số lẻ, thuộc dương và âm, thờ âm là hợp lẻ. Nếu thắp quá nhiều, hương sẽ mở đường cho thập loại chúng sinh đến, tạo ra sự lộn xộn, phiền tối cho thần, tổ tiên, mình thỉnh cầu. Nhớ rằng khi thắp phải để hương cháy đều, dùng tay phải nhẹ cho tắt lửa, không thổi. Khi cắm hương, cần cắm cho ngay ngắn mới có tác dụng dẫn lời thỉnh cầu tới đúng nơi cần đến. Đồng thời, không cắm chồng các chân hương lên nhau nhằm tránh tạo ra những lớp khô, cũ và thanh mới và phòng bốc lửa. Phải nhớ như vậy các bạn. Trường hợp bát nhang tự nhiên bốc cháy, dân gian cho rằng đó là điềm báo. Quá âm là khi chân hương cháy âm ỉ từ trong ba. Quá âm là khi chân hương cháy ẩm ỉ từ trong ra rồi đổ ra xung quanh, thường liên quan đến mồ mả thờ cúng. Còn quá dương là cháy từ trên xuống, có liên quan đến nhà cửa cuộc sống hằng ngày, khi đó cần để quá hết. Nhưng nhớ phòng quả quản, đừng dùng lửa đập tắt tánh thủy quả giao tanh. Nếu đang cầu cúng mà hương tắt, chứ để thế mà châm lửa tiếp, đừng nhổ lên đốt lại, bởi khi nhổ lên cắm lại thành hương thừa, mất gốc, cầu cúng mất linh nghiệm. Cổ nhân cho rằng, ngoài lý do hương kém phẩm thì cần phân biệt. Hương tắt, phần trên là ở thiên, liên quan đến nóc nhà, bàn thờ. Hương tắt ở đoạn giữa là nhân, liên quan đến thành viên gia đình. Hương tắt đoạn cuối nghĩa đến địa, liên quan đến mồ mả đất cát. Trường hợp bạn muốn thay to thì các bạn đốt rơm nếp lấy to nhé. Các bạn nhớ giữ lại cốt bát nha hương, đừng có dứt đi đấy. Dứt đi thì mất hết lọc. Các bạn muốn thay bát hương mới thì để cầu xưng cúng tạ đất thì thay một thể. Các bạn có thể nhờ thầy đến giúp. Nếu có cốt bát hương thì lấy lại, nếu không còn thì các bạn nhờ thầy viết cho. Tuy nhiên,
cần mua bát hương sao cho phù hợp với bàn thờ, lốt rơm nếp lấy to và cho vào bát hương, giả gừng tươi và một chút nước lã rũ tắng, lấy cành te có lá nhỏ nhúng vào bát nước gừng, sau đó dãy vào bát hương để tẩy quế. Đây là video gửi cho các bạn. Nếu các bạn thấy hay, xin đăng ký vào để sau này làm nhiều cái video khác hay hơn. Chào các bạn. Bye.